tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin chiều ngày 22 tháng 3 năm 2022 trên kênh Culture Channel. Và sau đây chúng tôi xin điểm qua một số các bản tin chính trong bản tin chiều nay. Đảng NDP đồng ý ủng hộ cho đảng tự do đại đổi lấy sự giúp đỡ trong các chương trình khác. Một chủ nhà tại Oakville không bán được nhà vì người thuê nhà không chịu dọn đi. Lễ hội Hoa Tulip Canada lên kế hoạch cho các sự kiện trực tiếp vào mùa xuân năm nay. Bốn con hổ Bengal được giải thoát khỏi một toa tàu sau khi bị mắc kẹt trong 15 năm. Cuộc diễu hành St. Patrick Day tại Montreal đã trở lại sau 2 năm bị hủy bỏ. Và trong bản tin thế giới, chúng tôi xin cập nhật diễn biến giao tranh Ukraine và Nga. Liên minh châu Âu có thể sẽ không áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga. Nhật Bản giảm nhiệt và ánh sáng đen để tránh bị mất điện sau trận động đất. Vụ tai nạn ở Trung Quốc là chưa từng có tiền lệ với hồ sơ an toàn của Boeing 737. Cơ quan NASA xác nhận có hơn 5.000 thế giới ngoài khởi mặt trời của chúng ta. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Đảng NDP đồng ý ủng hộ đảng tự do để đổi lấy sự giúp đỡ trong các chương trình khác. Cụ thể hơn là đảng tự do đã đồng ý khởi động một chương trình chăm sóc răng miệng mới cho những người Canada có thu nhập thấp và thúc đẩy một số ưu tiên khác của đảng NDP để đổi lấy sự hỗ trợ của đảng này cho đến năm 2025 chúng tôi đã đồng ý cùng nhau làm việc bằng cách tập trung vào những điều mà chúng tôi nhất trí thay vì để ý tới những bất đồng của chúng tôi, Thủ tướng Justin Trudeau nói trong một cuộc họp báo sáng thứ ba. Theo thông báo từ văn phòng Thủ tướng Chính phủ, nêu chi tiết các điều khoản của thỏa thuận, chương trình nha khoa được đề xuất để bắt đầu với trẻ 12 tuổi vào năm 2022, sau đó mở rộng cho người dưới 18 tuổi và người già và người khuyết tật vào năm 2023, việc triển khai đầy đủ sẽ được thực hiện trong năm 2025. Chính phủ cho biết, chương trình nha khoa, một kế hoạch quan trọng của chiến dịch năm 2021 của Đảng NDP sẽ bị hạn chế đối với các gia đình có thu nhập dưới 90.000 đô la hàng năm và không đồng chi trả cho bất kỳ ai có thu nhập dưới 70.000 đô la hàng năm. Thỏa thuận này cũng cho thấy đạo luật dược phẩm Canada được thông qua vào cuối năm 2023. Đạo luật này sẽ yêu cầu cơ quan dược phẩm quốc gia phát triển một công thức quốc gia dành cho thuốc thiết yếu cùng với một kế hoạch mua số lượng lớn vào cuối thỏa thuận. Về nhà ở, một vấn đề quan trọng khác đối với NDP, là chính phủ đã đồng ý gia hạn sáng kiến nhà ở nhanh chóng thêm một năm và xem xét việc thay đổi định nghĩa về nhà ở giá cả phải chăng trong khi đảng Tự do đã ký nhiều thỏa thuận chăm sóc trẻ em với các tỉnh. Đảng NDP hiện đang yêu cầu họ ban hành đạo luật Early Learning và Child Care Act vào cuối năm 2022 để đưa các thỏa thuận đó vào luật và để bảo đảm rằng họ có nguồn vốn được bảo vệ lâu dài, ưu tiên các tổ chức phi lợi nhuận và các không gian công cộng. Chủ nhà tại Oakville không bán được nhà vì người thuê không chịu rời đi một cặp vợ chồng tại Oakville, Ontario nói rằng họ đang rơi vào một cơn ác mộng. Những người thuê tầng dưới của ngôi nhà đầu tư ở Mississauga của họ từ chối rời đi hơn 6 tháng sau khi họ bán nó. Và cặp vợ chồng này chẳng có thể làm được gì. Kashif và Sama Siddiqui cho biết họ đã ngừng nhận tiền thuê căn hộ từ tháng 10 có nghĩa là họ đang cho người thuê nhà nợ 10.200 đô la trong khi phải chịu chi phí của hai căn nhà vì họ vẫn chờ đợi vụ án tồn động được xét xử tại hội đồng cho thuê và chủ nhà, gọi tắt là LTB. Và trong khi những người mua nhà của họ đã đồng ý lùi ngay chốt bán nhà hai lần, họ hiện đang đe dọa sẽ kiện nếu mà họ không giành được quyền kiểm soát căn nhà biệt lập trên đường Thác Drive trong tình trạng trống trước ngày 30 tháng 4. Sama Siddiqui nói, chúng tôi bị mắc kẹt giữa những người đang chiếm giữ nhà của chúng tôi và những người mua mới. Chúng tôi không biết phải làm gì. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan này cho chúng ta thấy những vấn đề đang diễn ra với LTB vốn bị cản trở bởi các trường hợp tồn động kéo dài nhiều tháng và điều này đã gây ra rất nhiều sự chậm trễ trong quá trình xét xử các tranh chấp giữa chủ nhà và người thuê nhà công đoàn CP Rail và Teamster đã tìm ra giải pháp và công nhân quay trở lại làm việc. Công ty trách nhiệm hữu hạng Canada Pacific Railway và công đoàn đại diện cho 3.000 nhóm trưởng, kỹ sư và công nhân đào tạo và sân bãi cho biết họ đã tìm ra một ràng buộc hòa giải để quay trở lại công việc. Công nhân đã trở lại làm việc vào trưa ngày thứ ba theo giờ địa phương. Trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng thứ ba, người phát ngôn của Hội nghị Đường sắt Canada của Teamster, gọi tắt là TCRC, Dave Fulton cho biết trong khi các ràng buộc không phải là phương pháp được ưa chuộng, TCRC đã có thể thương lượng với các điều khoản và điều kiện có lợi nhất cho các thành viên với mức lương và lương hưu vẫn còn vướng mắc. Ông lưu ý rằng quyết định chấp nhận ràng buộc là một quyết định khó. Trong một tuyên bố, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành CP Keith Creel cho biết công ty đường sắt rất vui vì đã đạt được thỏa thuận ràng buộc và cho phép công ty tiếp tục các dịch vụ thiết yếu cho khách hàng và chuỗi cung ứng ở Bắc Mỹ. Tuyên bố cho biết thêm, CP sẽ ngay lập tức bắt đầu làm việc với khách hàng để nối lại các hoạt động tàu bình thường trên khắp Canada trong thời gian sớm nhất có thể. Lễ hội Hoa Tulip Canada lên kế hoạch cho các sự kiện trực tiếp vào mùa xuân này. Năm nay thì bạn sẽ ngắm tận mắt những bông hoa tulip khi mà lễ hội hoa tulip Canada kỷ niệm 70 năm thành lập. Lễ hội hàng năm ở Ottawa kỷ niệm vai trò của Canada trong việc giải phóng Hà Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai đã được tổ chức trực tuyến vào năm 2020 và năm 2021 vì đại dịch COVID-19. Nhưng mà các nhà tổ chức đang lên kế hoạch cho một sự kiện trực tiếp trong năm nay cho ngày kỷ niệm này lễ hội sẽ có sự kết hợp của các sự kiện miễn phí và trả phí, tuy nhiên sẽ không tốn xu nào để ghé thăm Commissioner Park ở Downs Lake để ngắm hoa tulip và lễ hội sẽ không kết thúc khi mặt trời lặn. Điểm mới của năm này là một sự kiện diễn ra vào ban đêm được chiếu sáng bởi ánh sáng đen. Lễ hội hoa cũng đang làm việc với các ban chiếu phim quốc gia và sẽ chiếu phim vào các buổi tối. Một sự kiện trả phí bao gồm chơi bingo hoa tulip hàng ngày với giá 5 đô la mỗi thẻ và chuyến tham quan ban đêm có tên là Ghost of the Grieve, gồm có hướng dẫn viên và có giá vé là 20 đô la cho mọi người. Lễ hội Hoa Tulip Canada năm 2022 diễn ra từ ngày 13 cho tới ngày 23 tháng 5. Các chương trình trực tuyến sẽ vẫn có sẵn. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại www Festival, ca khi mà lễ hội sắp diễn ra. Bốn con hổ Benko được giải thoát khỏi một toa tàu sau khi bị mắc kẹt trong 15 năm. Một chiếc cân cẩu gắn trên một chiếc xe tải cẩn thận di chuyển một chiếc thùng lớn màu xám về phía một khu bảo tồn đầy cỏ ở Nam Phi được gọi là Lion's Rock. Bên trong chiếc hộp kim loại có một con hổ Bengal từng bị buộc phải biểu diễn trong các gánh xiếc lưu động trước khi bị nhốt vào tòa tàu. Tôi không nghĩ chúng tin rằng chúng đã được tự do. Amir Khalil nói khi mình nhìn vào một cái thùng khác, thật là khó, hãy tưởng tượng bạn bị nhốt trong 15 năm ở một nơi và rồi cánh cửa mở ra. Ông Khalil là bác sĩ thú y và là giám đốc dự án tại một tổ chức phúc lợi động vật có tên là Four Paws International cùng với đội của mình anh ấy đã giúp giải cứu không phải là một mà là bốn con hổ khỏi tình trạng tồi tệ tại argentina khi đến cổng của khu bảo tồn cánh cửa của thùng chứa hổ từ từ được mở ra trong khi ông khalio và một số người khác quan sát từ xa chú hổ thận trọng bước vào khu vực kính khi bàn chân của nó rón rén di chuyển qua bãi cỏ nó nhanh chóng quan sát hai bên trước khi lao khỏi chiếc hộp đã đưa nó đi khắp các lục địa khi con hộ đã ổn định, Hildegard Perker giúp nhóm giới thiệu một con khác đến khu vực bảo tồn. Bà Perker quản lý trung tâm cứu hộ nằm cách Bethlehem của Nam Phi khoảng 18 km. Tất cả các loài động vật tại trung tâm đều đến từ các vườn thú, rạp xiếc và các chủ sở hữu tư nhân. Nhiều con vật trong đây đã bị bỏ rơi và ngược đãi. Cuộc chiếu Hansen Patrick Day ở Montreal đã trở lại sau 2 năm bị hủy bỏ. Trung tâm thành phố Montreal ngâm tràn màu xanh lá vào ngày Chủ nhật khi mà cuộc chiếu Hansen Patrick của thành phố trở lại sau 2 năm hủy bỏ do đại dịch gây ra. Những người chơi kèn brass pipe và các vũ công và một đám đông nhỏ đã bất chấp mưa và thời tiết lạnh giá để thưởng thức phiên bản thu nhỏ của cuộc diễu hành lần thứ 197, một trong những cuộc diễu hành trên khắp Canada vào cuối tuần qua. Lễ kỷ niệm tháng 3 của văn hóa Ireland là một trong những sự kiện đầu tiên bị hủy bỏ vào năm 2020 và năm 2021 do đại dịch. Nhưng mà khi các quy định về COVID-19 đã được dỡ bỏ trên khắp Canada, thì sự kiện này đã được giới thiệu lại trong năm nay với ít người tham gia hơn. Hiệp hội người Ireland ở Montreal, nhóm đã tổ chức sự kiện này từ năm 1929, bắt đầu lễ hội vào khoảng 9 giờ 30 sáng, thay vì buổi chiều như các năm trước. Kevin Tracy là phát ngôn viên của Hiệp hội Island Thống nhất Montreal cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng họ đã phải tung ra các phương pháp tiếp cận khác nhau trong hơn 3 tháng trước khi nhận được thông báo chính thức của thành phố cho cuộc diễu hành. Cuộc diễu hành đi bộ của các vũ công và các ban nhạc diễu hành được chính thức công bố cách đây 3 tuần và đã có 500 người tham gia vào ngày Chủ nhật thay vì hàng ngàn người như thường lệ. Những chiếc phao đầy màu sắc và năng động cũng không còn xuất hiện khi đoàn diễu hành đi khắp trung tâm của thành phố. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Diễn biến giao tranh về Ukraine và Nga Liên minh châu Âu có thể sẽ không áp đặt lệnh cấm phận dầu mỏ đối với Nga. Nhật Bản giảm nhiệt và ánh sáng đèn để tránh bị mất điện sau trận động đất. Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn nếu cần. Nhà phân tích hàng không cho biết vụ tai nạn ở Trung Quốc là chưa từng có tiền lệ với hồ sơ an toàn của Boeing 737. Ủy ban giao dịch và chứng khoán Hoa Kỳ đề xuất các công ty tiết lộ các rủi ro về khí hậu và dữ liệu khí thải BuzzFeed cho biết mọi người đang dành ít thời gian hơn ở trên Facebook. Và cơ quan NASA xác nhận có hơn 5.000 thế giới ở ngoài khẽ mặt trời của chúng ta. Trước hết chúng ta hãy xem qua diễn tiến giao tranh giữa Ukraine và Nga. Các lực lượng Nga hiện nay đang ở bên trong thành phố Mariupol. Hai quả bom siêu mạnh đã làm rung chuyển thành phố này vào hôm thứ Ba, ngay cả khi các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra có hơn 200.000 người đang mắc kẹt trong thành phố này, nơi mà tình hình được mô tả là cảnh địa ngục đóng băng với các xác chết và các tòa nhà bị phá hủy. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Ukraine cho biết có khoảng 300.000 người ở thành phố Kherson thuộc phía nam bị chiếm đóng đang cạn kiệt thực phẩm và vật tư y tế. Kherson là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine rơi vào tay quân đội Nga. Các chỉ huy quân đội Ukraine cho biết rằng lực lượng Nga chỉ có đủ nhiên liệu lương thực và đạn dược cho 3 ngày nữa vì chuỗi cung ứng của Nga đã bị đứt gãy. Các lực lượng Nga đã bắt cóc 2.389 trẻ em từ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Luhansk và Donetsk, Đại sứ quán của Mỹ ở Kiev cho biết hôm nay. Bộ trưởng Y tế của Ukraine Viktor Lyashko cho biết 10 bệnh viện đã bị phá hủy hoàn toàn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Các bệnh viện khác không thể được cung cấp đầy đủ thuốc men và vật tư do giao tranh gần đó. Một tòa án ở tại Nga đã kết án nhà phê bình điện Kremlin Alexei Navalny 9 năm tù giam sau khi kết tội anh là gian lận và coi thường tòa án. Navalny đang thi hành bản án 2 năm rưỡi tại một trại tu ở phía đông Moscow. Tổng thư quý Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết đã tới lúc Nga phải chấm dứt cuộc chiến phi lý ở Ukraine khi mà EU chuẩn bị thành lập một quỹ tính thác nhằm giúp kiev đẩy lùi cuộc xâm lược và tái thiết vào ngày mai ủy ban châu âu sẽ đưa ra kế hoạch về việc những người chạy khỏi ukraine sẽ tiếp cận việc làm giáo dục và nhà ở ở eu như thế nào maro setkovich phó chủ tịch của ủy ban cho biết khối phải bảo đảm cung cấp các nguồn lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu của mọi người sau khi các nỗ lực ban đầu tập trung vào việc tiếp nhận người dân ở biên giới Liên minh châu Âu có thể sẽ không áp đặt các lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga. Liên minh châu Âu có khả năng sẽ không áp đặt các lệnh cấm vận dầu mỏ ngay lập tức đối với Nga. Mỹ đã quyết định cấm nhập khẩu mặt hàng này vào đầu tháng, nhưng mà các đồng minh quốc tế cho đến nay đã từ chối làm như vậy do họ phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Năm 2020, nhập khẩu dầu của Nga đã chiếm 25% lượng dầu mua của EU. Số miễn cưỡng của EU trong việc hành động chống lại dầu của Nga đã khiến cho giá giảm vào sáng thứ ba. Giá dầu Brent giao giảm khoảng 0,6% đầu giờ giao dịch xuống còn 114 đồng 96 Mỹ kim một thùng. Trong khi Ba Lan và các quốc gia Baltic là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất việc hạn chế mua dầu của Nga, các quốc gia khác, đặc biệt là Đức và Hungary, lại lo ngại về ý nghĩa của bước đi này đối với giá cả. Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tập trung tại Brussels vào cuối tuần này để phối hợp hơn nữa đối với cuộc xâm lược Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng sẽ tham dự. Áp lực tiếp tục gia tăng đối với khối này để có thêm hành động chống lại Moscow khi mà cuộc chiến ở Ukraine đang kéo dài. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ kêu gọi một hội nghị quốc tế để huy động thêm tài trợ cho Ukraine và họ cũng sẽ sớm thông báo rằng họ đang loại bỏ dân sự phụ thuộc của EU vào khí đốt dầu và than nhập khẩu của nga càng sống càng tốt. Nhật Bản giảm nhiệt và ánh sáng đèn để tránh mất điện sau trận động đất. Người Nhật đã tắt các bảng hiệu đèn neon, giảm độ sáng đèn và giảm nhiệt độ vào thứ ba sau khi chính phủ đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tiết kiệm năng lượng để tránh bị mất điện do tình trạng thiếu điện nghiêm trọng sau trận động đất tuần trước tới hơn 3 triệu hộ gia đình phải đối mặt với nguy cơ mất điện vào đêm thứ ba khi mà công ty điện lực Tokyo cảnh báo về nguồn cung eo hẹp và nhu cầu tăng cao khi mà tuyết rơi ở khắp Tokyo và nhiệt độ giảm xuống 2 độ C. Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter vào tuần trước ở ngoài khơi biển Đông Bắc cùng với khu vực bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần năm 2011 đã tạm thời cắt điện đối với khoảng 2 triệu hộ gia đình, trong đó có hàng trăm ngàn hộ gia đình ở Tokyo. Trận động đất đã tấn công 6 nhà máy nhiệt điện, khiến cho các nhà máy này phải ngưng hoạt động và thiệt hại có thể khiến cho một số nhà máy ngưng hoạt động trong vài tuần hoặc là thậm chí vài tháng. Tháp Tokyo Skytree cao 634 mét lần đầu tiên phải tắt đèn cả ngày và những người điều hành tháp Tokyo ở trung tâm thành phố chỉ thắp sáng nửa phần dưới của tháp. 8.500 cửa hàng 7-Eleven đặt bầu điều nhiệt của họ ở 20 độ C, mát hơn bình thường 1 độ, trong khi các siêu thị của họ là giảm ánh sáng 10%. Phé sẽ tăng lãi suất mạnh hơn nếu cần. Chủ tịch Cục Dự trưởng Liên bang Jerome Powell hôm thứ Hai đã đưa ra một thông điệp về cuộc chiến với lạm phát quá cao và nói rằng ngân hàng trung ương phải khẩn trương tăng lãi suất và có thể mạnh tay hơn để vòng xoáy tăng giá không tiếp tục. Hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Fed đều nhìn nhận một mức trung lập nằm trong khoảng 2,25% cho tới 2,50%. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic người mong đợi một con đường tăng lãi suất nhẹ nhàng hơn một chút so với hầu hết các đồng nghiệp của mình. Cho biết trước đó, vào ngày thứ hai, ông đã sẵn sàng tăng lãi suất lớn hơn bình thường nếu đó là những dữ liệu cho thấy là phù hợp. Phát biểu hôm thứ Sáu, thống đốc Fed Chris Waller cho biết ông sẽ ủng hộ một loạt các đợt tăng lãi suất nửa điểm phần trăm để có các tác động nhanh hơn đến lạm phát. Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ hiện ở mức 3,8% và tỷ lệ tuyển dụng việc làm mỗi người đang ở mức cao kỷ lục, một sự kiện khiến cho tiền lương tăng nhanh hơn mức bình vững lạm phát theo thước đo ưa thích của Fed cao gấp 3 lần so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương được đẩy lên bởi các chuỗi cung ứng khó sửa chữa mất nhiều thời gian hơn dự kiến và điều đó có thể trở thành tồi tệ hơn khi mà Trung Quốc phản ứng với mức tăng COVID-19 mới bằng các biện pháp khóa cửa mới. Cộng thêm áp lực về giá cả, cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang đẩy giá dầu lên cao, có nguy cơ đẩy lạm phát lên cao hơn nữa ông Powell lưu ý Mỹ hiện là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới có khả năng chống chọi với cú sốc dầu tốt hơn so với những năm 1970. Các nhà hoạch định chính sách của Fed hy vọng sẽ kiềm chế lạm phát mà không làm ảnh hưởng tới tăng trưởng hoặc là khiến cho tỷ lệ thất nghiệp tăng trở lại. Với quan điểm là lạm phát giảm xuống 2,3% vào năm 2024, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 3,6%. Powell cho biết ông dự kiến lạm phát sẽ giảm xuống gần 2% trong 3 năm tới và mặc dù hạ cánh mềm có thể sẽ không đơn giản nhưng mà vẫn có nhiều tiền lệ trong lịch sử. Nhà phân tích hàng không cho biết vụ tai nạn ở Trung Quốc là chưa từng có tiền lệ với hồ sơ an toàn của Boeing 737. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, Họ vẫn chưa tìm thấy thi thể, hoặc là người sống sót nào sau vụ tai nạn vào sáng thứ ba. Chuyến bay nội địa chở theo 132 người khi mà máy bay đã rơi ở khu vực phía nam của Quảng Tây vào chiều ngày thứ hai. Được biết là máy bay đang bay ở độ cao 29.100 feet và bắt đầu hạ độ cao sau 2 giờ 20 chiều, hồi phục được hơn 1.000 feet trong thời gian ngắn và sau đó tiếp tục hạ một lần nữa trước khi mất liên lạc. Máy bay rơi xuống hơn 2.500 viết trong khoảng 2 phút. Chiếc 737-800 gặp nạn hôm thứ Hai ở Trung Quốc bay lần đầu vào tháng 6 năm 2015. Vì máy bay phản lực này là do Hoa Kỳ sản xuất, nên Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Hoa Kỳ cho biết họ đã chỉ định một nhà điều tra cho vụ tai nạn. Các nhà điều tra sẽ làm việc để khôi phục lại hộp đen chứa các bản ghi âm giọng nói buôn lái và dữ liệu của chuyến bay họ cũng có khả năng kiểm tra các chuyến bay trước đó, lịch sử bảo trì, dữ liệu thời tiết và sức khỏe của phi công. Quỹ ban giao dự và chứng khoán Hoa Kỳ đề xuất các công ty hãy tiết lộ các loại rủi ro về khí hậu và dữ liệu khí thải. Cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ hôm thứ Hai đề xuất yêu cầu các công ty niêm yết của Hoa Kỳ hãy tiết lộ các rủi ro liên quan đến khí hậu và phát thải nhà kính đây là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm tham gia các nỗ lực ngăn chặn các thảm họa liên quan tới khí hậu toàn cầu. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ gọi tắt là SEC đã công bố quy tắc dự thảo và theo đó thì các công ty sẽ tiết lộ lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp của riêng họ được gọi là phát thải phạm vi 1 và phạm vi 2. Bộ quy tắc này cũng sẽ yêu cầu các công ty tiết lộ khí nhà kính do các nhà cung cấp và đối tác tạo ra, được gọi là phát thải phạm vi 3 nếu là vật chất hoặc là có trong bất kỳ tiêu chuẩn phát thải nào mà công ty đã đặt ra. SEC cho biết yêu cầu của phạm vi 3 sẽ bao gồm các khắc phục dựa trên quy mô của công ty và tất cả các tiết lộ về khí thải sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn từ năm 2023 cho tới năm 2026. SEC đã dành tuần qua để soạn thảo một dự thảo chống lại những thách thức pháp lý tiềm ẩn. Các nhóm công ty cho biết không có một phương pháp nào được thống nhất để tính toán phát thải phạm vi 3 và việc cung cấp thông tin chi tiết đó sẽ là gánh nặng và có thể khiến cho các công ty phải kiện tụng nếu mà dữ liệu của bên thứ ba bị sai. BuzzFeed cho biết mọi người đang dành ít thời gian hơn trên Facebook Meta báo cáo số người dùng hoạt động hàng ngày của Facebook đã giảm nhẹ trong quý vừa qua ở mức 1,93 tỷ người, đánh dấu sự sụp giảm hàng quý đầu tiên. Sự sụt giảm khoảng 500.000 có thể có nghĩa là Facebook đã bảo hòa và sản phẩm trên toàn cầu và khả năng có thêm người dùng đã đạt tới đỉnh điểm. Ứng dụng Facebook cốt loại của Meta đã bị áp lực để theo kịp các đối thủ cạnh tranh bao gồm cả Instagram và TikTok, đang phát triển nhanh chóng với video clip dạng ngắn. Facebook đã ra mắt tính năng video dạng ngắn có tên là Reels nhằm thu hút khán giả. BuzzFeed tập trung nhiều vào mảng thương mại, cho biết phần lớn lượng người xem đến nội dung mua sắm của họ đến từ Facebook. Nhưng sự thay đổi về thời gian của khán giả khỏi ứng dụng đã tác động không tương xứng đến doanh thu thương mại của công ty và xu hướng này có thể sẽ còn tiếp tục. NASA đã xác nhận có hơn 5.000 thế giới ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Hiện nay có 5.000 hành tinh đã được NASA xác nhận nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Việc bổ sung 65 hành tinh ngoài hành tinh mới nhất vào kho dự trữ ngoại hành tinh của NASA đã góp phần vào cột mốc khoa học được đánh dấu vào ngày thứ hai. Kho dự trữ này là nơi lưu trữ những khám phá về ngoại hành tinh từ các bài báo cáo khoa học được bình duyệt đã được xác nhận bằng cách sử dụng nhiều phương pháp phát hiện hành tinh. Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ hoàng kim của khám phá ngoại hành tinh. Mặc dù sự tồn tại của hành tinh bên ngoài khởi mặt trời của chúng ta đã được đề xuất trước đó và chắc chắn được mô tả trong khoa học viễn tưởng, những thế giới này chỉ mới được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1990. Sự đại diện của các hành tinh ngoại đại diện cho các quần thể hành tinh không giống bất kỳ thứ gì được tìm thấy trong hệ mặt trời của chúng ta. Chúng bao gồm các thế giới đá lớn hơn trái đất được gọi là siêu trái đất các sao hải vương nhỏ lớn hơn trái đất nhưng mà nhỏ hơn sao hải vương và các sao mọc nóng như thiêu đốt làm lùng hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta và quay quanh các ngôi sao chủ của chúng Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy những hành tinh quay quanh nhiều ngôi sao và thậm chí một số hành tinh xung quanh tan tích của những ngôi sao đã chết được gọi là sao lùng trắng Cho đến nay trong số các ngoại hành tinh đã được xác nhận, 30% là khí khổng lồ, 31% là siêu trái đất và 35% giống sao hải vương. Chỉ 4% là các hành tinh trên cạn hoặc nhiều đá như trái đất hoặc là sao hỏa. Trong số 5.000 ngoại hành tinh đã biết, 4.900 hành tinh nằm cách chúng ta vài ngàn năm ánh sáng. Vâng, bản tin của cơ quan NASA vừa rồi đã chấm dứt chương trình bản tin buổi tối của Culture Channel. Chương trình này được thực hiện bởi ban biên tập của tạp chí Culture Channel. Tin tức Canada và thế giới sẽ được cập nhật đến quý vị liên tục một ngày hai lần trong các bản tin buổi sáng và buổi tối. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi. Và đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Và đồng thời chúng tôi cũng kính mời quý vị nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất tuấn liêm xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt